Xin chào tất cả mọi người, chúng ta tiếp tục học giáo trình Editor A2 chương 7 và ở trang 106 chúng ta có một tài liệu học tập document. Đề tựa của tài liệu này đó là Ona Rencontre Mika. Hôm nay là chúng tôi đã gặp được Mika. Mika là ai? Chúng tôi coi ở bên dưới người ta giới thiệu. La pop star était à Bruxelles hier pour un concert privé à l'ancienne Belgique. On a profité de l'occasion pour échanger quelques mots. Chúng tôi đã gặp Mika. Mika là một ngôi sao nhạc pop. Chúng ta để ý, star là một danh từ xuất phát từ tiếng Anh, nhưng mà nó lại là một danh từ feminine, la star, cho dù người này là một người phái nam. Mika là một người phái nam, nhưng mà người ta cũng dùng mạo từ la pop star, ngôi sao về nhạc pop. Ngày hôm qua đã ở Bruxelles là thủ đô của nước Bỉ, để tổ chức một buổi hòa nhạc riêng tư ở L'Ancienne Belgique. L'Ancienne Belgique là một nhà trình diễn ở bên thủ đô Bruxelles. On a profité de, động từ profité đi với giấy từ de, và chúng tôi đã tận dụng cơ hội này để trao đổi một vài câu, tức là trao đổi một vài câu với ca sĩ Mika. Và sau đây là những cái phần trích, không phải là toàn bộ những cái phần trao đổi, chỉ là một số câu trích dẫn. On a rencontré Mika, la pop star était à Bruxelles hier pour un concert privé à l'ancienne Belgique. On a profité de l'occasion pour échanger quelques mots. Extrait. Câu hỏi phỏng vấn. On dit que votre prochain album sera entièrement en français, c'est vrai? Người ta nói rằng cái album sắp tới của ông thì hoàn toàn bằng tiếng Pháp, như vậy có đúng không? Chúng ta để ý các trạng từ kết thúc bằng MONT thì người ta không phát âm ký tự O, entièrement. Và ca sĩ Mika trả lời, c'est complètement faux. Đấy, chúng ta không phát âm này. Complètement faux, hoàn toàn sai. Thế rồi ông ta cười, je crois que ce n'est pas le bon moment dans ma vie. Tôi nghĩ rằng đây chưa phải là lúc trong cuộc sống của tôi, tức là chưa phải lúc để ra một cái album nhạc và hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Il y aura quelques titres en français. Để trong cái album đó sẽ có il y aura, sẽ có một vài ba bài bằng tiếng Pháp sur le prochain album, mais il sera essentiellement en anglais. Nhưng mà chủ yếu thì nó bằng tiếng Anh. Để trong đoạn vừa qua chúng ta thấy có ba trạng từ tận công bằng MONT, trạng từ chỉ kích thức adverb và manière, thì người ta không phát âm ký tự O. Entièrement, complètement, essentiellement. On dit que votre prochain album sera entièrement en français, c'est vrai? C'est complètement faux. Je crois que ce n'est pas le bon moment de ma vie. Il y aura quelques titres en français sur le prochain album, mais il sera essentiellement en anglais. Câu hỏi kế tiếp. Vous avez été membre du jury dans l'émission The Voice, La plus belle voix l'année dernière. Allez-vous continuer? Năm ngoái, ông đã là thành viên ở trong ban giám khảo, le jury, ban giám khảo để chấm thi ở trong chương trình phát hình The Voice, giọng ca đẹp nhất. Thế thì ông có sẽ tiếp tục không? Je n'ai pas encore signé. Tôi chưa có ký. Tôi chưa có ký hợp đồng gì với cơ quan tổ chức. Et je ne sais pas encore si je vais le faire. Và tôi cũng chưa biết là tôi có sẽ làm cái công việc đó không. Công việc đó tôi là công việc ký. Như vậy le này là đại từ neutre. Tôi sẽ làm việc đó không? Pour l'instant, ngay trước mắt, je me concentre sur l'album. Tôi tập trung vào cái cuốn album của tôi. Mais je peux dire que j'ai adoré le faire. Nhưng mà tôi phải nói rằng tôi rất thích làm cái công việc đó. Tôi là công việc ở ngồi ở trong ban giám khảo. Câu hỏi kế tiếp. Vous avez envie de participer à The Voice Kids. Ông có muốn tham gia vào cái chương trình The Voice Kids, là chương trình dành cho trẻ em, thi tiếng hát của trẻ em. Non, không. Pour comprendre ma décision, il faut savoir que j'ai moi-même débuté très tôt à 9 ans. Để hiểu được cái quyết định của tôi là không tham gia vào cái chương trình này, thì phải hiểu rằng tôi đã bắt đầu. Động từ débuter là bắt đầu từ rất sớm, từ 9 tuổi. J'avais des cours tous les jours avec des professeurs très sévères.
Severe là tính từ nói lên tính tình nghiêm túc. Và khi nói về quá khứ thì người ta dùng động từ ở imparfait. Lúc đó tôi đã có những cái giờ học hàng ngày với các giảng viên, với các giáo viên rất là nghiêm. C'est ma mère qui me pousse, ở đây cũng là imparfait này. Lúc ấy chính mẹ tôi là người đã thúc đẩy tôi. Thúc đẩy không phải là theo nghĩa đen, nghĩa bóng, tức là thúc đẩy tôi làm công việc này. J'étais nul à l'école et elle voulait que je me développe ailleurs. Cũng là vẫn là động từ imparfait. Lúc ấy ở trường học tôi rất là dở, nul là con số 0, tôi rất là dở, tôi rất là dốt ở trường học. Và mẹ tôi đã muốn rằng tôi phát triển ở một cái lĩnh vực khác. Ailleurs là một nơi khác, ở đây là lĩnh vực khác. C'était bien, mais c'était dur. Đó là một cái công việc rất là tốt nhưng mà rất là cực. Je pleurais chaque jour. Ngày nào tôi cũng phải khóc. Thì như vậy chúng ta thấy là khi ông ta nói về tuổi thơ của ông lúc 9 tuổi thì ông ta dùng tất cả các động từ ở imparfait. J'avais des cours tous les jours avec des professeurs très sévères. C'est ma mère qui me poussait imparfait. J'étais nul à l'école. Lúc đó tôi ở trường học tôi rất là dốt. Et elle voulait que, và mẹ tôi muốn rằng, lúc đó mẹ tôi muốn rằng. C'était bien, việc này rất là hay lúc đó. Mais c'était dur, nhưng mà rất là cực. Je pleurais chaque jour, ngày nào tôi cũng khóc. Và câu hỏi nữa, comment gérez-vous vos réseaux sociaux? Réseau là một hệ thống, social là xã hội, các mạng xã hội. Ông quản lý các cái mạng xã hội của ông như thế nào? Oh, je gère mon compte Twitter seul et je suis nul. Ôi, tôi quản lý cái trang mạng Twitter của tôi có một mình tôi và tôi rất là dốt. Chúng ta lại gặp tính từ nul, nul là con số 0, rất là dốt. C'est une catastrophe, đó là một thảm họa. Và ông ta cười. Je ne poste que des photos de mon chien et de mon neveu. Ne que là chỉ. Ne que là chỉ làm. Động từ poster xuất phát từ tiếng Anh. Poster đưa lên trên mạng. Tôi chỉ đưa lên trên mạng những cái hình của con chó của tôi và của đứa cháu trai của tôi. Đây là một tài liệu của tác giả Civic Bicor trong trang mạng flare.bo. BO tức là Belgic, tức là của Bỉ, vào ngày 19 tháng 9 2014. Và bây sau đây là phần đọc hiểu. Regardez la photo, connaissez-vous Mika? Các bạn hãy nhìn tấm hình chụp, các bạn có biết Mika không? Đây là tấm hình chụp của Mika. Mika est un chanteur de pop britannico-libanais, là một ca sĩ nhạc pop có hai dòng máu là Anh và Liban, là lai giữa người Libanais, người xứ Liban ở bên Tiểu Á đó, với người Anh. Mika est un chanteur de pop britannico-libanais. Britannico là Britannic, Britannico-libanais. Bạn coi tấm hình này, bạn có biết Mika là ai không? Nếu chúng ta biết, chúng ta trả lời là oui. Oui, je le connais. Tôi biết chúng ta. Nếu chúng ta không biết là non, je ne le connais pas. Oui, je le connais. Tôi biết ông ta. Non, je ne le connais pas. Tôi không biết. Câu hỏi số 2. En quelle langue sera son prochain album? Cái album sắp tới của ông ta thì bằng tiếng gì? Trong câu hỏi đầu tiên người ta hỏi là có phải cuốn album sắp tới của ông là hoàn toàn bằng tiếng Pháp phải không? On dit que votre prochain album sera entièrement français. Thì ông ta trả lời là c'est complètement faux, hoàn toàn sai, chỉ có một vài ba bài thôi. Còn chủ yếu, il sera essentiellement en anglais. Như vậy đây là câu đáp án. Cuốn album này sẽ hoàn toàn chủ yếu bằng tiếng Anh. Il sera essentiellement en anglais. Tôi trả lời đó là il sera essentiellement en anglais. Il sera essentiellement en anglais. Câu hỏi số 3. Il a participé à quelle émission? Émission là một chương trình phát thanh hay là phát hình. Ông ta đã tham gia vào chương trình nào?
Vous avez été membre du jury dans l'émission The Voice, la plus belle voix, l'année dernière de la Côte d'Apan. On a tham gia vào chương trình The Voice, la plus belle voix. Il a participé à l'émission The Voice, la plus belle voix. Il a participé à, donc de participer, il va être à l'émission par chương trình The Voice, la plus belle voix. Câu hỏi số 4, pourquoi sa mère l'a poussé à faire de la musique? Tại sao mẹ của ông ta đã thúc đẩy ông ta học nhạc? Ông ta kể là lúc ấy mẹ tôi thúc đẩy tôi phải học nhạc, bởi vì hai chấm là để giải thích. J'étais nul à l'école et elle voulait que je me développe ailleurs. Đây là lý do bà ta thúc đẩy ông ta học nhạc, là bởi vì lúc đó ông ta rất là dốt ở trường học, học môn gì cũng dốt, và bà ta muốn ông ta phát triển ở cái lĩnh vực khác. Chúng ta có thể trả lời như thế này: Pascal, người ta hỏi tại sao bà ta lại thúc đẩy ông ta học nhạc. Pascal l'a trouvé nul à l'école. Bởi vì bà ta thấy ông ta ở trường thì quá dốt. Và elle voulait qu'il se développe ailleurs, ở trong lĩnh vực khác, và ở đây là lĩnh vực âm nhạc. Pourquoi sa mère l'a poussé à faire de la musique? Parce qu'elle l'a trouvé nul à l'école. Elle voulait qu'il se développe ailleurs. Question 5. Est-ce qu'il garde de bons souvenirs de sa formation? Formation là việc đào tạo, huấn luyện. Ông ta có giữ những kỷ niệm đẹp về cái cuộc đào tạo, huấn luyện, tức là về nhạc, không? Ông ta nói là cái việc bà ta thúc đẩy ông ta đi học nhạc, đó là một điều tốt, nhưng mà quá cực. Ông ta khóc mỗi ngày, như vậy không phải là kỷ niệm đẹp. Ông ta làm việc có vẻ như là miễn cưỡng, rất là cực. Trong câu hỏi cuối, ông ta nói là ông ta quản lý các mạng xã hội như thế nào, thì ông ta nói là tôi rất là dở và tôi chỉ đưa lên trên mạng những cái hình của con chó của ông ta và đứa cháu trai của ông ta tôi, tức là hoàn toàn không nói gì về sự nghiệp ca hát của mình. Vậy trả lời câu hỏi số 6, đó là est-ce qu'il parle de sa carrière sur les réseaux sociaux? Non. Il ne parle que de son chien et de son neveu. Vocabulaire số 7. Trouver dans le texte un synonyme de. Các bạn hãy tìm ở trong bài đọc ở bên trên một từ đồng nghĩa với difficile và một từ đồng nghĩa với mauvais. Chúng ta thấy ở đây có tính từ dur. Dur nghĩa đầu tiên là cứng. Nó có nghĩa thứ hai, nghĩa bóng, tức là cực, là khó. Và mauvais là xấu. Để chúng ta thấy có tính từ nul là tệ, là xấu. Như vậy, từ đồng nghĩa synonym với difficile là dur. Và từ đồng nghĩa với tính từ mauvais là nul. Câu số 8, lisez le témoignage de Julia. Ở bên dưới là và những cái lời làm chứng của chị Julia. Et relevez les expressions qui expriment ses émotions. Rồi lấy ra những cái chữ nói về cái xúc cảm của cô ta, của cô Julia. Và bây giờ chúng ta đọc cái phần của Julia.
Pendant le concert, nous avons rencontré Julia, une fan de Mika. Trong buổi hòa nhạc này, chúng tôi đã gặp chị Julia, là một fan ngưỡng mộ Mika. Elle nous donne son impression và cô ta đã cho chúng tôi biết về những cảm tưởng cô ta. Câu hỏi: Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce concert? Bạn nghĩ gì về buổi hòa nhạc này? C'est super. Je suis heureuse d'assister à ce spectacle. Vậy đây là một cái xúc cảm. Tôi cảm thấy sung sướng được dự cái buổi hòa nhạc này. Je suis vraiment surpris. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên là Mika ở trên sân khấu là một người đầy năng lượng. C'est génial. Je suis très ému. Tôi rất cảm động. Đây cũng là cái expression để nói lên cái xúc cảm của cô ta. Tôi rất là cảm động được có mặt ở đây. Comment avez-vous découvert Mika? Chị đã biết được Mika như thế nào? Avec l'émission The Voice, ở trong chương trình phát hình The Voice, cela me ferait plaisir. Đây cũng là một xúc cảm. Tôi rất là thích là anh ta tiếp tục chương trình này sau năm. Mais j'ai peur, nhưng mà tôi sợ rằng anh ta sẽ ngừng lại. Vous savez, s'il va continuer. Và quý vị có biết ông ta sẽ tiếp tục hay không? Như vậy đây là những cái câu nói lên cái xúc cảm, cái emotion. Là thứ nhất là je suis heureuse, je suis surprise, je suis très ému, cela me ferait plaisir, và j'ai peur.